Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Sữa non, như hôm trước chúng tôi đã giới thiệu, hôm nay xin đưa sâu vào cái chủ đề này, nhất là trong thời gian đại dịch này. Thì sữa non giúp cho trẻ em và người già sống chung với dịch. Sữa non ở Mỹ và châu Âu còn được gọi một cách thông tục là bee stings, tức là sữa non bò nuôi, hoặc bee stings là sữa non bò rừng, là dạng sữa đầu tiên được sản xuất bởi các tuyến vú của động vật có vú, bao gồm cả con người, ngay sau khi sinh ra trẻ sơ sinh. Hầu hết các loài sẽ bắt đầu tạo ra sữa non ngay trước khi sinh nở. Sữa non có một lượng hợp chất hoạt tính sinh học đặc biệt cao so với sữa trưởng thành, để mang lại cho trẻ sơ sinh sự khởi đầu tốt nhất có thể. Cụ thể, sữa non chứa các kháng thể để bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại bệnh tật và nhiễm trùng, các yếu tố miễn dịch và tăng trưởng, cũng như các hoạt chất sinh học khác giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh, khởi động chức năng đường ruột và tạo ra một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Trong vài ngày đầu đời, các hoạt chất sinh học được tìm thấy trong sữa non rất cần thiết cho sức khỏe, sự phát triển và sức sống của trẻ sơ sinh. Khi mới sinh, môi trường xung quanh của động vật có vú mới sinh đấy, thay đổi từ môi trường tương đối vô trùng trong tử cung mẹ với nguồn cung cấp chất dinh dưỡng liên tục qua nhau thai, chuyển sang môi trường giàu vi khuẩn bên ngoài với việc uống không đều các chất dinh dưỡng sữa phức tạp qua đường tiêu hóa. Quá trình chuyển đổi này đặt ra nhu cầu cao đối với đường tiêu hóa của trẻ sơ sinh, vì ruột đóng một phần quan trọng trong cả hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Sữa non đã chăm sóc trẻ sơ sinh của động vật có vú và góp phần quan trọng vào việc bảo vệ miễn dịch ban đầu. Các thành phần hoạt tính sinh học trong sữa non. Sữa non được biết là có chứa các tế bào miễn dịch như tế bào lympho và nhiều kháng thể như IgA, IgG và IgM. Đây là một số thành phần của hệ thống miễn dịch thích ứng. Các thành phần miễn dịch khác của sữa non bao gồm các thành phần chính của hệ thống miễn dịch bẩm sinh, chẳng hạn như lactoferrin, lysozym, lactoperoxidase và polypeptide dầu proline, viết tắt là PRP. Một số cytokine, tức là peptin truyền tin nhỏ, kiểm soát hoạt động của hệ thống miễn dịch, cũng được tìm thấy trong sữa non, bao gồm interleukin, yếu tố hoại tử khối u, chemokin và nhiều loại khác. Con người đã tiêu thụ sữa non của bò như thế nào? Mặc dù từ lâu người ta đã hiểu rằng sữa non của mà người mẹ sản xuất ra là rất quan trọng đối với sức khỏe của trẻ sơ sinh trong những ngày đầu tiên của cuộc đời, nhưng nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng sữa non của bò có thể tiếp tục hỗ trợ các hoạt động sinh học quan trọng
cho đến khi trưởng thành hơn, kéo dài hơn trong cả giai đoạn phát triển sau này của trẻ em và người lớn. Sữa non của bò và sữa non của con người rất giống nhau về thành phần. Cả hai đều chứa nhiều kháng thể giống nhau. Các yếu tố miễn dịch và cũng như các chất dinh dưỡng khác. Vì chúng có nhiều thành phần giống nhau nên cách chúng hoạt động trong cơ thể cũng rất giống nhau. Lợi ích của sữa non bò đối với sức khỏe con người đã được nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, bao gồm sức khỏe miễn dịch. Sữa non bao gồm sự kết hợp mạnh mẽ của các hoạt chất sinh học hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, bao gồm các globulin miễn dịch, chất điều biến miễn dịch và oligosaccharide. Các hoạt chất sinh học này làm việc cùng nhau để hỗ trợ không chỉ hệ thống miễn dịch mà còn được chứng minh là hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp ở người lớn và trẻ em. Mà như chúng ta đã biết, tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV là COVID-19 đấy. Cái thứ hai là sức khỏe tiêu hóa. Sữa non bao gồm sự kết hợp có lợi của các hoạt chất sinh học hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa, bao gồm các globulin miễn dịch, các yếu tố tăng trưởng và oligosaccharide. Các hoạt chất sinh học này làm việc cùng nhau để duy trì và hỗ trợ tính toàn vẹn của đường ruột và cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, trong khi prebiotic tự nhiên của nó cung cấp vi khuẩn có lợi và hỗ trợ đường ruột cân bằng ở người lớn và trẻ em. Thứ ba là cái dinh dưỡng đầu đời. Trong khi sữa non và sữa mẹ là một phần quan trọng của dinh dưỡng trẻ sơ sinh, nghiên cứu đã chỉ ra rằng sữa non vẫn có những lợi ích liên tục ở trẻ em trên một tuổi. Là một thành phần trong dinh dưỡng đầu đời, sữa non có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của trẻ, làm dịu rối loạn tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa của trẻ. Và một mặt nữa là dinh dưỡng thể thao. Sữa non của bò có chứa một số hoạt chất sinh học giúp hỗ trợ dinh dưỡng thể thao, bao gồm các globulin miễn dịch và các yếu tố tăng trưởng. Các hoạt chất sinh học này kết hợp với nhau để giúp duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh trong quá trình căng thẳng, trong quá trình luyện tập thể thao, đồng thời hỗ trợ tăng sinh và phục hồi tế bào, cũng như tổng hợp protein và sửa chữa mô mềm. Một số vận động viên đã sử dụng sữa non để cố gắng cải thiện thành tích của mình, giảm thời gian chờ hồi phục và ngăn ngừa bệnh tật trong thời gian đạt phong độ cao nhất. Bổ sung sữa non của bò 20 gram mỗi ngày, kết hợp với luyện tập thể dục trong 8 tuần có thể làm tăng khối lượng cơ thể gầy ốm ở nam giới và phụ nữ năng động. Lịch sử nghiên cứu sữa non của bò và các ứng dụng tiềm năng trong tương lai. Bò sữa tiếp xúc tự nhiên với mầm bệnh và tạo ra các globulin miễn dịch chống lại chúng. Các kháng thể này có trong máu của bò và trong sữa non. Các globulin miễn dịch này đặc hiệu với nhiều mầm bệnh ở người, bao gồm
Escherichia coli, Cryptosporidium parvum, Shigella flexneri, loài Salmonella và loài Staphylococcus và Rotavirus gây tiêu chảy ở trẻ sơ sinh. Trước sự phát triển của thuốc kháng sinh, sữa non là nguồn cung cấp các globulin miễn dịch chính được sử dụng để chống lại vi khuẩn. Trên thực tế, khi Albert Sabin chế tạo vaccine đường uống đầu tiên chống lại bệnh bại liệt, globulin miễn dịch mà ông ấy đã sử dụng là từ sữa non của bò. Khi thuốc kháng sinh bắt đầu xuất hiện, sự quan tâm đến sữa non giảm dần. Nhưng giờ đây, khi các chủng mầm bệnh kháng thuốc kháng sinh phát triển, mối quan tâm một lần nữa quay trở lại các lựa chọn tự nhiên thay thế cho thuốc kháng sinh, cụ thể là sữa non. Và cũng có thể nói là nó đã giúp cho con người chúng ta sống chung với dịch. Mặc dù sữa non của bò đã được con người tiêu thụ trong nhiều thế kỷ, chỉ trong những thập kỷ gần đây, chúng ta mới thấy sự gia tăng các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên để khẳng định hỗ trợ lợi ích sức khỏe của nó. Có khả năng xảy ra ít hấp thu ở các yếu tố tăng trưởng nguyên vẹn và các kháng thể vào máu do quá trình tiêu hóa trong đường tiêu hóa. Tuy nhiên, sự hiện diện của casein và các protein đệm khác đấy, cho phép các yếu tố tăng trưởng và các phân tử hoạt tính sinh học khác đi vào lòng ruột non một cách nguyên vẹn, nơi chúng có thể kích thích sửa chữa và ức chế vi khuẩn, hoạt động thông qua các tác động tại chỗ. Điều này cung cấp một cơ chế có thể giải thích kết quả tích cực của sữa non đối với sức khỏe đường ruột của người trưởng thành trong một số nghiên cứu được công bố, được kiểm soát tốt gần đây. Ruột đóng vai trò quan trọng như con đường chính để hấp thụ chất lỏng, chất điện giải và chất dinh dưỡng, đồng thời hoạt động như một rào cản đối với các tác nhân độc hại có trong lòng ruột, bao gồm axit, men tiêu hóa và vi khuẩn đường ruột. Nó cũng là một cơ chế bảo vệ miễn dịch chính, phát hiện các dấu hiệu kết hợp tự nhiên và kích hoạt phản ứng miễn dịch khi có vi khuẩn độc hại. Việc mất cân bằng nội môi do chấn thương, do thuốc và các vi khuẩn truyền nhiễm không chỉ làm tổn thương đường ruột mà còn có thể dẫn đến dòng chảy của các tác nhân gây hại vào máu. Các cơ chế này có liên quan đến nhiều bệnh như loét, viêm và tiêu chảy nhiễm trùng. Hiện đang có nhiều mối quan tâm đến giá trị tiềm năng của sữa non trong việc ngăn ngừa và điều trị các tình trạng này, vì nó có nguồn gốc từ tự nhiên và có thể ảnh hưởng đến các yếu tố gây hại thông qua nhiều con đường, bao gồm hỗ trợ dinh dưỡng, can thiệp miễn dịch thông qua immunoglobulin ấy, và các yếu tố chống vi khuẩn khác. Sữa non chứa hàm lượng cao các yếu tố bảo vệ miễn dịch, cung cấp cho chúng ta khả năng miễn dịch thụ động. Immunoglobulin A, lactoferrin, bạch cầu đại thực bào sống, bạch cầu trung tính và tế bào lympho. Các yếu tố bảo vệ miễn dịch không bị tiêu hóa hoặc hấp thụ
mà vẫn nằm trong đường tiêu hóa, nơi chúng có khả năng chống lại các tác nhân lạ. Chúng bao phủ bề mặt chưa trưởng thành của ruột, do đó bảo vệ ruột khỏi các vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. Hàm lượng tế bào lympho T trong sữa non cao hơn trong máu bình thường rất nhiều. Bạch cầu có khả năng sản xuất interferon, cung cấp khả năng bảo vệ kháng virus. Oligosaccharide và polysaccharide ngăn nhiều vi khuẩn bám vào màng nhầy. Lactoferrin giúp hấp thu sắt qua thành ruột, loại bỏ tình trạng dư thừa các ion sắt, là nguyên nhân giúp cho nhiều vi sinh vật gây bệnh phát triển. Enzyme peroxidase trong sữa non sẽ oxy hóa các mầm bệnh. Mức độ IGF-1 thấp liên quan đến chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổi. Suy dinh dưỡng có thể gây ra mức IGF-1 thấp, cũng như gây ra tình trạng béo phì. Bổ sung sữa non chất giàu IGF-1 là một phần hữu ích trong chương trình giảm cân. Sữa non cũng có các thành phần chống oxy hóa, chẳng hạn như lactoferrin và hemopexin, liên kết với tế bào máu hem tự do trong cơ thể. Sữa non chứa hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên cao, gồm có vitamin A, vitamin E, beta-carotene, kẽm, selen. Ngoài các đặc tính chống oxy hóa, vitamin A và E còn kích thích sự phát triển của khả năng miễn dịch. Trên thế giới này, chúng ta biết tại đảo Man của Anh có một món ăn địa phương gọi là Gruznius, là loại bánh pudding làm từ sữa non. Ở Phần Lan ấy, thì format nướng có tên là Leipäjuusto, theo truyền thống được làm bằng sữa non của bò hoặc của tuần lộc. Một món ngon ngọt như format được gọi là Junu hoặc Gina, được làm bằng sữa non ở các bang Karnataka, Andhra Pradesh và Telangana ở miền Nam Ấn Độ. Nó được làm bằng cả sữa bò và sữa trâu. Trong cả hai trường hợp, sữa tiết ra vào ngày thứ hai sau khi sinh được coi là tốt nhất để làm món ngon giống như bánh pudding này. Ở những bang này, nhu cầu sữa non rất cao, dẫn đến sản phẩm bị tạp nhiễm. Thì đấy là trên thế giới chúng ta thấy ở ngoài cái những nước này thì chúng ta còn thấy ở New Zealand cũng rất phát triển một cái đàn bò, những cái đàn bò mà nó cho được cái sữa non rất tốt. Để là sản xuất hiện nay sản xuất ra cái loại sữa non mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong cái phần sau để chúng ta có thể mua. Ngoài cái sữa non bình thường này còn có phiên bản sữa non gọi là Hyperimmune, tức là siêu miễn dịch. Thì sữa non Hyperimmune là sữa non bò tự nhiên được thu thập từ quần thể bò được chủng ngừa nhiều lần với một loại mầm bệnh cụ thể. Sữa non này được lấy trong vòng 24 giờ sau khi bò đẻ. Các kháng thể đối với mầm bệnh hoặc kháng nguyên cụ thể đã được sử dụng trong chủng ngừa sẽ hiện diện ở mức độ cao hơn so với bò trước khi chủng ngừa. Thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra rằng nếu việc chủng ngừa là từ các kháng nguyên bề mặt của vi khuẩn thì sữa non Hyperimmune
có thể được sử dụng để làm viên nén có khả năng liên kết với vi khuẩn để chúng được đào thải ra ngoài theo phân. Điều này ngăn cản sự xâm nhập thành công của vi khuẩn qua thành ruột. Nếu không, sẽ dẫn đến việc vi khuẩn giải phóng các chất liệu gây độc tố ruột. Các polypeptide dầu proline. Các peptide tín hiệu miễn dịch nhỏ này, viết tắt là PRP, được phát hiện độc lập trong sữa non và các nguồn khác, chẳng hạn như huyết tương. Ở Hoa Kỳ, Tiệp Khắc và Ba Lan đã có những nghiên cứu như vậy. Do đó, chúng xuất hiện dưới nhiều tên khác nhau trong tài liệu, bao gồm có tên là colostrinin, rồi CLN, rồi yếu tố chuyển giao và PRP. Chúng hoạt động như các phân tử truyền tín hiệu, có tác dụng duy nhất là điều chỉnh hệ thống miễn dịch, kích hoạt hệ thống miễn dịch khi cơ thể bị mầm bệnh hoặc các tác nhân gây bệnh khác tấn công, và làm giảm nó khi mối nguy hiểm được loại bỏ hoặc vô hiệu hóa. Lúc đầu được cho là nó thực sự chuyển khả năng miễn dịch từ hệ thống miễn dịch này sang hệ thống miễn dịch khác. Giờ đây, dường như PRP chỉ đơn giản là kích thích miễn dịch qua trung gian tế bào. Có hai phương pháp chế biến sữa non, đó là thăng hoa khô và thanh trùng. Vì hàm lượng dinh dưỡng cao, sữa non bắt đầu trở thành thực phẩm và dinh dưỡng sức khỏe toàn dân trong thế kỷ 20. Các quy định chính thức của ngành công nghiệp sữa non của Trung Quốc được thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 2005 đã quy định rằng sữa non phải là sữa của bò trong vòng 3 ngày sau khi sinh. Thành phần của nó khác hẳn so với sữa bình thường. Trong số đó, sữa do bò sữa tiết ra trong vòng 24 giờ sau khi đẻ là vô cùng giàu protein chất lượng cao và globulin miễn dịch, hàm lượng immunoglobulin IgG có thể chiếm hơn 40% tổng lượng protein, cao hơn cả sữa non của người. Hàm lượng IgG thu được sau 24 giờ sẽ giảm nhanh chóng xuống 4%, và sau 48 giờ đến 72 giờ IgG sẽ giảm dần về gần mức sữa bình thường. Năm 2008, sản lượng sữa non của bò bằng khoảng 2% so với sữa thông thường. Hầu hết những con bò sữa khỏe mạnh đều tiết ra nhiều sữa non hơn so với nhu cầu của bê non. Nói chung, bò cái đẻ lứa đầu tiên tiết ra ít sữa non hơn bò cái đã đẻ nhiều lứa. Sản lượng sữa non trung bình lần lượt là 32,7 kg và 41,7 kg. Tuy nhiên, có sự khác biệt tùy thuộc vào giống bò sữa. Giống bò Holstein ở phần phía bắc của Hà Lan là giống bò sữa phổ biến nhất trên thế giới. Sản lượng sữa non trung bình của bò cái đẻ lứa đầu và bò cái nhiều lứa tương ứng là 24 kg và 54 kg. Immunoglobulin. Sữa non chứa 5 loại globulin miễn dịch là IgA, IgD, IgE, IgG và IgM. Trong đó hàm lượng IgG là cao nhất và hàm lượng của các globulin miễn dịch khác thấp hơn. Hàm lượng IgG trong sữa non của người nói chung là khoảng 2%, trong khi hàm lượng IgG trong sữa non của bò từ 8% cho đến 25%, tùy từng loại bò. Immunoglobulin có khả năng bảo vệ tốt chống lại nhiễm trùng do virus, nhiễm trùng do vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm men.
các nghiên cứu đã xác nhận hiệu quả của sữa non chống lại các vi khuẩn, gồm có E. coli, viên cầu khuẩn, Clostridia, vi khuẩn tả, vi khuẩn Salmonella, vi khuẩn gây bệnh tiết lị, vi khuẩn Bordetella và các virus như virus Rota, virus hợp bào hô hấp RSV, virus Coxsackie, virus gây bệnh bại liệt, virus viêm ruột, virus Hep cũng như nấm Candida. Lactoferrin nó có thể điều chỉnh sự hấp thụ sắt của cơ thể con người. Đồng thời nó cũng chống lại vi khuẩn cần sắt để tồn tại. Do đó, vi khuẩn không thể nhận được chất dinh dưỡng và chết. Ngoài ra, gia cấu tạo đặc biệt nó có thể kết hợp với vi sinh vật, từ đó phá hủy thành tế bào của vi khuẩn. Đồng thời có thể đạt được tác dụng kháng khuẩn. Một chức năng khác là điều hòa khả năng miễn dịch của cơ thể. Lactoferrin thuộc về bạch cầu trung tính. Uống lactoferrin có thể hoạt hóa các tế bào thực bào trong cơ thể để đạt được chức năng điều hòa miễn dịch. Mật độ khối lượng của lactoferrin trong sữa non cao gấp từ 10 đến 100 lần so với sữa bình thường. Yếu tố bifidus đấy, hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi. Đường ruột Bifidobacterium, do đó tăng cường sức khỏe đường ruột. Rồi nó còn có lysozyme, một loại enzyme kháng khuẩn của con người. Và nó có peptide dầu proline, viết tắt là PRP, có thể điều chỉnh các hoạt động của tuyến ức của người. Mà tuyến ức là trung tâm kiểm soát, trung tâm của hệ thống miễn dịch. Bằng cách điều chỉnh tuyến ức, PRP có thể kích thích hệ thống miễn dịch suy yếu và cũng có thể cân bằng hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức, do đó tránh được nhiều bệnh hệ thống tự miễn dịch. Rồi còn có yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF. Nó có tác dụng bảo vệ và duy trì làn da dưới tác động kết hợp của các yếu tố tăng trưởng khác trong sữa non của bò. EGF có thể kích thích sự phát triển bình thường của da và sửa chữa tế bào. Yếu tố tăng trưởng giống insulin 1 và 2, IGF 1 và IGF 2. Đây là yếu tố tăng trưởng dồi dào nhất trong sữa non của bò và chúng ảnh hưởng đến cách mô cơ thể sử dụng chất béo, protein và đường. IGF-1 là một trong những chất duy nhất được biết có thể kích thích sửa chữa DNA và có thể giúp chống lão hóa. IGF-1 có thể điều chỉnh lượng đường trong máu và hàm lượng cholesterol và giúp hình thành mô cơ. Nói tóm lại, sữa non nó có quan và quan trọng là lợi ích về sức khỏe. Đối với trẻ em, do kháng thể thu được từ mẹ và sữa non chỉ có thể tồn tại trong 6 tháng. Trong khi đó, trẻ cần được phát triển đầy đủ hệ miễn dịch cho đến năm 12 tuổi. Nên trong thời gian sau 6 tháng tuổi, trẻ cần được bổ sung kháng thể. Uống sữa non là một kênh để bổ sung kháng thể. Ngoài ra, nhiều thành phần có trong sữa non của bò có thể thúc đẩy sự phát triển thể chất. Còn đối với người lớn, việc sử dụng sữa non của bò có thể tăng khả năng miễn dịch và thể chất tổng thể là điều thuyết phục. Khá nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống sữa non của bò có thể cải thiện một cách một số thông số miễn dịch cụ thể, đặc biệt là số lượng một số loại kháng thể. Đấy, hôm nay tôi đi vào cụ thể về cái lợi ích của sữa non. Nhất là trong giai đoạn hiện nay là sống chung với dịch, thì người già và trẻ em là hai đối tượng rất cần thiết
nên sử dụng sữa non để mà sống chung với dịch, chống được, tăng cường cái hệ thống miễn dịch và để chống được những cái virus có tác hại ở ngoài môi trường. Trong video sau, tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng sữa non cụ thể đối với sản phẩm Alpha Lipid. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.